nhất niệm quan sơn hé lộ kết cục thảm nhiều tình tiết sự đoàn bất ngờ nội dung câu chuyện lôi cuốn diễn xuất đầy thiện cảm cùng phần dàn dựng hình ảnh công phu đã góp phần tạo nên sự thành công bước đầu của tác phẩm kịch bản gốc này khán giả có thể thấy trọng tâm câu chuyện tập trung xây dựng tuyến tình cảm giữa nhậm như ý Niu thi thi và ninh viễn trơn nưu vũ ninh vậy nhưng tình yêu giữa họ vẫn có sự gắn kết chặt chẽ với nhiều giá trị tinh thần quý giá khác đồng thời không làm nô mờ những nhân vật xung quanh Lời kể nam nổi bật được tình yêu khắc cốt ghi tâm của cặp đôi chỉnh vừa tạo sân khấu cho mỗi người cùng lúc khắc họa chân dung tập thể xúc động, dung cảm khiến người xem không khỏi nhập tâm, hòa minh vào hành trình nhất niệm quan sơn. Bộ phim tiếp tục nối gót thậm chí có phần nổi bật hơn những siêu phẩm cổ trang trong gần một thập niên trở lại đây, như một làn gió mới nhưng chứa đựng những tinh hoa kinh điển của phim cổ trang Trung Quốc trong thời kỳ đỉnh cao của những năm 90. Mở đầu kịch tính đan xen với những phân cảnh chiến đấu võ thuật hứng hực khí thế, là nhiều thước phim tình cảm lãng mạn dày đặc chi tiết hài hước khiến người xem phải bật cười nghiêng ngả chính vì quá nhiều cảm xúc thú vị đến từ những người huynh đệ của ninh viễn châu người xem đang rất lo no lắng kết cục của bộ phim sẽ ngập tràn cảnh tang tóc rơi vào tình cảnh sinh lì tử biệt chắc chắn tiếp tục đưa người xem đến nhiều tình tiết bất ngờ đáng mong đợi nhịp phim gãy gọn và tiết tấu chặt chẽ ngay từ đầu giúp cho câu chuyện trôi chảy mượt mà khiến người xem không muốn rời mắt một giây phút nào và càng mong ngấm tập mới đến mau hơn đặc biệt khi gánh xiếc trung ương tiền châu vương nhất chiết vu thập tam phương giật luôn nguyên lộc trần hiệu duy và tôn lãng lý hoan túm tụm lại hợp lực treo chọc lý đồng quang thưởng hoa sâm khiến mặt phim cửa như được mùa sau khi ninh viễn châu một lần nữa rơi vào cảnh thập tử nhất sinh át hẳn tình cảm giữa hắn và nhậm như ý sẽ càng kháng khít càng hiểu tầm quan trọng của đối phương trong lòng nhau không chỉ đơn thuần vì tình yêu họ kê vai sát cánh vì những mối bận lòng về quê hương đất nước về môn dân chăm họ về những người bằng hữu huynh đệ cùng những số phận đáng thương mà họ không thể nào đành lòng bỏ mặc. Trong thời cuộc hỗn loạn, thế sự phân tranh, Nhậm Như Ý và Ninh Viễn Châu đều đã quá thất vọng chán ghét triều đình, đều nếm trải những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, những vết sẹo vẫn còn đó vẫn đau âm ỉ và lại rỉ máu, mỗi khi hai người phải nhắc lại đối mặt với nó, mặc dù luôn mang một tâm thái đầy cô độc, gương mặt vô cảm lạnh lùng xa cách, nhưng trái tim của hai người thực sự rất ấm áp do tình cảm. Chính vì vậy họ mới có được những huynh đệ tỉ muội tài năng hết mực trưởng thành. Nục đạo đường dần mất đi những huynh đệ cốt cán, Ninh Đầu cuối cùng vẫn không bảo vệ được những đứa nhỏ mà hắn hết lòng dễ dỗ tín nhiệm, em Út Nguyên Lộc có tài năng về tính toán chế tạo vũ khí thuốc nổ cũng không thể sống qua 20 tuổi, tiền chia và vô thập tam lần lượt hy sinh, nếu kết cục đúng như vậy, hẳn sẽ nảy đi nước mắt của rất nhiều khán giả.